Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với một số nữa của DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Lại là một thứ hai nữa chúng ta có dịp ngồi và chuyện trò với thị trường cùng với một gương mặt rất là quen thuộc thôi. Xin chào Nguyên. Rồi, ok, hello, xin chào anh em, xin chào Phong. Thì nếu như mà anh em vẫn chưa thấy chán với cái giọng của Phong cũng như là giọng của mình thì chào mừng anh em một lần nữa đã quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình hy vọng là những chia sẻ trong tập podcast tuần này của bọn mình thì nó vẫn sẽ như vậy thôi. Nó vẫn sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cũng như là nhiều cái góc nhìn thú vị cho những anh em nào đang nghe DeFi Discussion hôm nay ha. Yeah. Và trước khi bắt đầu với cái topic ngày hôm nay thì thực ra thì bọn mình đã từng nói đến câu chuyện này một lần rồi. Cái câu chuyện mà mình sắp sửa nói tới đây thì chắc là anh em cũng đã từng được cập nhật trong một số DeFi Discussion. Và cái vấn đề thôi, trước khi vào đến cái câu chuyện topic ngày hôm nay thì mình sẽ nói một cái vấn đề mà từ khi mà các dự án DeFi bùng nổ, các blockchain mới xuất hiện thì chúng ta đã gặp phải, đó là cái sự tương tác giữa các blockchain, đúng không? Các bạn có cái tài sản ở một cái chain này, xong rồi các bạn muốn chuyển sang một chain khác, mà nếu như mà các chain đấy mà nó không có tương thích với nhau á thì nó lại là một cái câu chuyện khá là khó để giải quyết. Người ta gọi là cái việc mà blockchain bị phân mảnh á. Thì nếu mà nói đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được cái chủ đề là gì rồi. Thì những cái dự án, những cái tên mà đã cho bọn mình cái cảm hứng để mà nói chuyện về cái topic ngày hôm nay có thể kể đến như là Wormhole, Ronin, Multichain. Thì đây là đều là những dự án có tiếng. Nhưng mà chắc là mình sẽ để Nguyên giới thiệu và chi tiết đến các bạn về cái chủ đề mà bọn mình sẽ nói chuyện ngày hôm nay, đó là blockchain. Ok, mình nghĩ là DeFi Discussion thì cũng đã có hai số nói về những cái sản phẩm trong mảng bridge và crosschain. Bản thân mình thì cũng là một người theo dõi rất là sát cái mảng thị trường này. Tuy nhiên là trong cái tuần vừa qua thì chúng ta đã có một vài cái cập nhật khá là quan trọng liên quan đến mảng sản phẩm này, cũng như là trong tuần trước thì chúng ta có một vài cái thông tin nó gây sốt cho thị trường. Thì chắc là mình sẽ đảo sơ qua một vài cái topic mà một vài cái update mà bọn mình thấy là đáng chú ý trong tuần qua trước ha. Thì đầu tiên thì chúng ta có cái Cosmos, cái hệ thống interchain đó, tức là hiểu nôm na là nhiều cái mạng lưới nó liên kết với nhau thông qua cái hệ thống IBC của Cosmos. Thì nó vừa có cái nâng cấp Theta. Thì nếu mà đi sâu vào cái khía cạnh kỹ thuật thì nó cũng khá là dài dòng. Nhưng mà anh em có thể hình dung là cái nâng cấp Theta này nó sẽ giúp các cái chain nó tương tác một cách đơn giản và dễ dàng hơn với nhau. Thì đó là về khía cạnh của Cosmos. Tiếp theo nữa thì chúng ta có Multichain. Thì đây cũng là một cái dự án crosschain là khá là lớn, đã từng lên Binance rồi. Và mình nhớ là được Binance Lab đầu tư thì phải. Thì Multichain cũng có một cái update, đó là cái protocol Anycoin. Thì Anycoin này về cơ bản nó sẽ giúp các cái chain nó các cái sản phẩm ở trên các cái chain nó hình dung như là một cái bộ khung về smart contract vậy đó, là một cái bộ công cụ để cho các cái sản phẩm ở trên các cái chain có thể dễ dàng thực hiện được những cái thao tác cross chain, ví dụ như swap cross chain nè, rồi thậm chí là lending cross chain nè, rồi ví dụ như Curve thì họ còn có thể ứng dụng được cái Anycoin này vào khâu là vote chẳng hạn. Thì nhiều anh em mà follow Curve ấy, thì chắc cũng biết là cái voting của dự án này nó không thực hiện ở trên snapshot, tức là nó không có thực hiện off chain mà nó là thực hiện on chain, tức là nó sẽ tốn phí. Và cái việc mà vote mỗi lần ở trên Ethereum thì nó rất là tốn. Thì cái Anycoin này nó cho phép là anh em có thể vote ở những cái chain khác và vẫn có thể truyền được dữ liệu về với Ethereum. Thì cái ý nghĩa của những cái update này là như vậy. Rồi thì xa hơn thì chắc là chúng ta đã có quá nhiều thông tin, ví dụ như Layer 0 gọi vốn thì cũng to, Stargate thì TVL tăng cũng nhiều,
rồi mới đây thì không biết là có confirm hay chưa, nhưng mà cái vụ hack của Ronin thì hacker thì cũng cũng đã gọi là có cái động thái là chuyển tiền sang C-chain nhỉ? C-chain của Avax. Exchain của Avax, exchain của Avax. Nói chung là chuyển qua chuyển lại gì đó để gọi là để tránh bị track thì thì cũng chưa confirm đâu. Ở thời điểm bọn mình làm cái podcast này thì cũng chưa confirm đâu. Nhưng mà cũng là một cái update sơ sơ cho anh em về cái mạng này, thì cũng là một phần giải thích lý do tại sao là bọn mình chọn cái topic tuần này là về cross-chain, tại vì nó quá nhiều cái update mới và nó có thể là những cái nền tảng, những cái khúc cua cho thị trường trong thời gian tới. Thực ra để mà khi mà nghe đến đây ấy, thì chắc các bạn cũng sẽ hình dung ban đầu là vậy thì cái cross-chain này là gì mà tại sao mình phải quan tâm, bởi vì nếu như từ góc nhìn của một retail trader á, khi mà muốn mua tài sản từ trên này qua trên khác á, cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất là các bạn thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung, các sàn sách, Binance, Huobi, OKX, vân vân và vân vân, thì các bạn mua bán tài sản trên sàn đấy không vấn đề gì cả, tại vì nó là cái protocol, cái con số ở trên sàn, và cái sàn sẽ giúp bạn thực hiện cái việc đấy một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà quay trở lại câu chuyện là blockchain là phi tập trung, tài sản nằm trên ví của một sàn nào đó thì nó vẫn có những cái rủi ro nhất định. Đó là cái lý do mà người ta có một cái cầu tạm, mình sẽ tạm gọi là cầu tạm ha, người ta gọi là wrap token, tức là sẽ có một bên, ví dụ như các bạn muốn chuyển Bitcoin sang Ethereum chẳng hạn đi, thì người ta sẽ sở hữu một số lượng Bitcoin nhất định, xong rồi người ta sẽ phát hành một cái tờ giấy ghi nợ gọi là wrap token để phát hành token trên mạng lưới Ethereum. Nhưng mà vậy thì những cái giải pháp đó có những cái yếu điểm gì mà người ta vẫn phải có những cái giải pháp như là Layer Zero mới đây vậy người? Chắc là mình sẽ đi về cái mình phân tích về cái khía cạnh trilemma, tức là cái tam đề ha. Thì tất cả các mạng chúng ta nói về thị trường DeFi, từ cái Layer 1, từ những cái nền tảng hạ tầng L1 đến stablecoin và thậm chí bây giờ là Bridge, thì nó đều có cái bài toán tam đề này. Thì cái việc mà Phong nói là cái RAF token đó, thì nó là một trong những cái vấn đề của cái tam đề này. Đó là cái RAF token này thì nó không phải là native token. Native token hiểu nôm na là cái token hàng xịn của mạng lưới. Đúng rồi. Của mạng lưới. Tức là nó là cái nó là hàng real của cái chain đó, chứ không phải là đơn giản chỉ là tôi khóa BTC ở bên Bitcoin xong rồi tôi mint ra cái đồng WBTC chẳng hạn để gọi là mint ra ở bên Ethereum để xài tạm. Như vậy thì về cơ bản nó chỉ là một cái giấy ghi nhận vậy thôi, và nó vẫn phải phụ thuộc vào một bên thứ ba, họ đứng ra họ lock và họ mint cái token như vậy. Thì đó là một vấn đề trong cái tam đề, tức là người ta cần những cái native token nhiều hơn, chứ không phải là những cái tài sản nó chỉ đơn giản là wrap như vậy. Rồi, cái vấn đề thứ hai của trilemma này á, thì nó là vấn đề về thanh khoản. Tức là anh em hình dung thì mình ví dụ như mình chuyển từ Ethereum sang Avax chẳng hạn, thì cái cầu này thanh khoản nó nhiều. Nhưng mà ví dụ như mình chuyển từ Ethereum sang Phantom thì cái pool thanh khoản ở bên này nó lại rất là ít, tức là thanh khoản giữa những cái đường đi này á thì nó không đồng đều với nhau, thì đó là cái vấn đề thứ hai, đó là về liquidity. Còn cái vấn đề cuối cùng là về cái vấn đề là finality, tức là cái tốc độ xác thực, tức là người dùng muốn á, là khi mà tôi ấn cái nút send ở bên chain A nè, là cái chain B nó phải hiển thị cái tiền qua bên đó cho tôi liền. Là giao dịch giữa hai chain khác nhau nhưng mà tốc độ nó phải nhanh giống như ở trên một chain. Đúng rồi. Thì ba cái vấn đề này nó cứ kiểu như là nó trái khuấy với nhau á, tức là bạn làm được hai cái thì nó lại lẻ hụt mất một cái còn lại. Kiểu như vậy thì nó cũng khá là giống với những cái tam đề của blockchain hoặc là tam đề của stablecoin thôi. Thì thì Stargate và đặc biệt là cái nền tảng ở dưới là cái Layer Zero là một cái sản phẩm mà họ đang hướng đến để xử lý cái vấn đề này. Vẫn sẽ có những cái rủi ro ở giữa cái cầu này. Mình nghĩ là các cái sản phẩm nó cũng đang trong giai đoạn phát triển thôi, nên nó cũng chưa hoàn toàn là hoàn thiện lắm. Thực ra thì
Các bạn có để ý là hiếm khi nào Nguyên đề cập đến chữ hack và rủi ro và các cái câu chuyện không tốt ở nửa đầu của podcast nhiều như cái podcast ngày hôm nay. Thực ra thì điều đó cũng không thể tránh khỏi thôi. Khi mà nhắc đến cross-chain, các bạn có thể làm một cái bài test nhỏ nhỏ là các bạn lên website của Quả68, các bạn search cross-chain thì hơn một nửa kết quả trả về là chữ cross-chain sẽ đi kèm với chữ hack hoặc là exploit hoặc là bị tấn công. Vậy thì trước khi mà đi đi sâu thêm á, thì có thể hỏi Nguyên là tại sao những cái sản phẩm blockchain này lại dễ bị exploit như vậy không? Có phải là tại vì là nó phải giải quyết vấn đề trên cả hai blockchain hoặc là nhiều blockchain cùng một lúc không? Nên là nó mới dễ bị exploit như vậy. Mình nghĩ cái đó là một phần đó, tại vì hiểu nôm na là mỗi cái blockchain thì họ sẽ có một cái ngôn ngữ riêng và một cái hệ thống riêng của họ, thì khi mà đi từ một chain sang đến chain kia thì nó sẽ có một cái bất đồng ngôn ngữ đó. Thì cái này thì mình nghĩ là cái vấn đề mà gọi là hiểu nhau giữa hai cái hệ thống khác biệt đó thì đã được mình nhớ là được founder của MakerDAO đề cập rồi. Thì nhưng mà những cái cập nhật gần đây thì chúng ta có thể tin tưởng vào những cái viễn cảnh là thì những cái sự khác biệt đó nó có thể được phần nào gọi là được giảm xuống để giảm thiểu. Rồi thì cái vấn đề thứ hai thì mình nghĩ nó liên quan nhiều đến khía cạnh là phần lớn nha, phần lớn thì các cái vụ exploit thì nó liên quan đến smart contract ở hai đầu cầu. Thì có thể là đội ngũ họ đang trong giai đoạn đầu xây dựng thì họ chưa phát hiện ra những cái lỗi ở trong smart contract này. Thì contract thì nó mình nghĩ là nó đơn thuần về cái vấn đề logic thôi, tức là nếu như mà cái soạn thảo đó nó chặt chẽ và nó không thể để ra lỗ hổng để cho hacker họ có thể tận dụng, họ có thể min ra nhiều token hoặc là họ rút thanh khoản từ các cái pool hay sao đó, thì cái đó là vấn đề về contract. Còn một cái case gần đây thì là nó khá là đặc thù, tại vì hầu hết anh em biết là những cái vụ exploit nó liên quan đến contract. Nhưng mà cái case của Ronin thời gian gần đây thì nó lại là cái case về gọi là Validator. validator, đúng rồi. Thì cái này nó là một phần là do cái lượng validator đứng ở giữa xác thực thì nó không quá quá nhiều, dẫn đến cái việc là cái decentralization, cái độ phi tập trung thì nó không có. Thì khi mà một số lượng node hoặc là một số lượng validator bị tấn công ấy, thì nó có thể bị thao túng mạng lưới. Thì cái này là một cái nó khá là đặc biệt, nó không giống với lại wormhole hay là nó không giống với lại multichain trước đây hay là CNAP chẳng hạn. Đó thì đó là một vài những cái lý do, tức là hầu hết là mình nghĩ là nó một phần là do đặc thù, lý do khách quan là đặc thù của mỗi chain nó khác nhau, hay là do cái sản phẩm của bản thân đội ngũ nữa. Thực ra thì cái câu chuyện về technical này không phải là lần đầu tiên được raise lên. Chính cha đẻ của Ethereum là Vitalik Buterin thì cũng đã từng phát biểu là ông cũng không tin tưởng lắm vào các giải pháp cross-chain trong thời điểm hiện tại nhé. Tức là trong cái thời điểm Vitalik Buterin nói cái câu đấy á, thì là với góc nhìn của anh ấy thì những giải pháp cross-chain vẫn chưa đủ secure, chưa đủ bảo mật, chưa đủ an toàn để mà có thể sử dụng được. Tại vì các bạn có thể hiểu là cross-chain là nối giữa những cái blockchain với nhau. Thì khi mà có vấn đề ở trên một blockchain á, thì cái phản ứng dây chuyền nó sẽ lan ra khắp tất cả những cái blockchain được nối vào. Như vừa nãy á, Nguyên có đề cập đến cái câu chuyện là Ronin thì bị exploit, bị tấn công. Và mới có một cái tin đồn là những cái tài sản đấy á, được đưa sang AVAX để xào sáo lên để bắt đầu rửa cái tiền đấy đi. Thì cũng muốn back lại câu chuyện đấy là khi mà cái sản phẩm cross-chain được áp dụng nhiều và được nhiều người sử dụng thì cái thuận tiện của người dùng là việc đưa tài sản qua các chain một cái đơn giản, thì nó cũng là cái khó khăn trong việc mà trách tài sản trên blockchain, đúng không Nguyên? Khi mà cái sự di chuyển của các tài sản giữa các chain với nhau nó trở nên quá dày đặc và rất là khó để follow. Thực ra thì nếu mà chuyển gọi là chuyển từ chain A sang chain B thì nó vẫn dễ theo dõi, vẫn có thể theo dõi. Nhưng mà hình như cái case mới mới đây của Ronin là do cái đặc thù của C chain với X chain, cái này thì mình không rõ nha. Thì Twitter thì họ bảo là khi mà chuyển giữa C chain và X chain của Avax thì nó lại vô tình là tự nhiên nó
ở đâu đó nó biến mất. Thì cái này thì chưa, chưa cái này thì không biết, không rõ, tại vì mình cũng đang trong thời gian tìm hiểu thôi, nó mới nổ ra cái thông tin này gần đây. Nhưng mà nếu mà chuyển từ bản thân chuyển từ Ethereum sang ví dụ như là Solana đi hoặc là Phantom đi thì vẫn track được. Ethereum chuyển loanh quanh ở trong cái EVM thì chắc chắn là track được rồi. Còn còn chuyển, thậm chí là chuyển qua những cái hệ không phải EVM thì họ vẫn có cách để track á. Thì còn cái vấn đề mà Phong đề cập thì mình nghĩ chắc là do AVAX, chắc là do cái đặc thù giữa ba cái chain BCX của AVAX thôi. Thì thì vẫn có thể track được á. Nhưng mà khi mà nói đến những cái câu chuyện là như mình nói đó, cái việc mà xây một cái cầu và phải tuân thủ cái luật của hai hoặc nhiều blockchain mà nối đến thì nó đặt ra một cái bài toán khá là khó giải quyết cho cross-chain, đúng không? Vậy thì mình nghĩ là các dự án cross-chain có những cái công việc gì cần phải làm để mà đây là một cái mảng mà chắc chắn là thị trường không thể sống thiếu được rồi, nhưng mà làm sao để có thể gọi là bớt gặp sai lầm trong cái chặng đường phát triển của cross-chain, tại vì cross-chain nó mỗi lần bị exploit thì exploit cả trăm triệu đô như bạn có thể thấy. Thì đó, thì làm sao mà các dự án cross-chain có thể bớt gặp phải những cái vấn đề trong cái hành trình phát triển của mình? Thực ra thì cái này thì mình nghĩ là mình cũng đứng ở khía cạnh là builder thì khá là khó đó, thì mình không thể gọi là góp ý được, tại vì cái việc kỹ thuật giữa các chain nó rất là phức tạp, nên là mình cũng cá nhân mình thì không đủ gọi là thẩm quyền đi, dùng là thẩm quyền để mình bình luận về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà đứng ở khía cạnh của một user thì mình nghĩ là các cái sản phẩm cross-chain nên giảm thiểu những cái bước mà rào cản trong sử dụng cho user. Tức là anh em hình dung là ví dụ như giờ mình chuyển từ trên AVAX sang Solana thì một vài cái cầu nó cái tên đại diện của cái token nó rất là dài, ví dụ như AS, xong rồi nó mới tới cái tên của cái đồng mình muốn chuyển. Thì tất cả cái tên token nó rất là dài và nó rất là phức tạp, và mỗi lần chuyển sang thì họ lại kiểu như là mỗi cái cầu nó sẽ có một cái định dạng token riêng và nó rất là phức tạp. Cái đường từ trên A sang trên B thì nó là một cái định dạng token riêng, xong rồi từ cái trên A đó cũng là cái trên A đó, nhưng mà khi qua trên C thì nó lại là một cái định dạng token riêng nữa, thì nó vô cùng phức tạp cho người dùng. Và sau khi mà bạn chuyển tiền qua đây chẳng hạn thì bạn phải làm thêm một cái thao tác gọi là cái thao tác redeem, tức là gọi là bạn bấm cái nút gửi ở cầu bên này, xong nó qua cái cầu rồi đúng không, thì bạn phải chạy qua bạn bấm thêm cái nút là nút nhận hả, nút nhận, nhận tiền gỡ hàng á, đúng rồi. Thì nó quá là cồng kềnh và nó quá là phức tạp, trong khi là làm sao để những cái thao tác cross-chain đó nó giống như việc là chúng ta đang chỉ tương tác hoặc chúng ta swap ở trên một chain, thì cái đó mới là cái gọi là cái cần thiết để gọi là giúp người dùng họ dễ dàng tiếp cận hơn. Tại vì người dùng mới thì người ta khi mà người ta thấy quá nhiều cái, bản thân mình khi mà dùng nhiều cái sản phẩm đó, mình cũng thấy khá là e ngại khi mà nhìn cái định dạng nó quá nhiều, tại vì mình không rõ là cái token này chuyển sang nó có mất hay không, kiểu như vậy. Cái góc nhìn của người dùng khi mà đã lên trên cái hành trình mà đi cross chain rồi mà chuyển sang một phát là đi vào hư không luôn, đúng không? Đúng rồi. Thì đó là những cái góc nhìn từ phía user thôi. Còn nhiều người bảo là khi mà hack thì user sẽ ít xài cross-chain, nhưng mà mình thấy thì nhiều dự án khi mà bị hack, bị exploit thì nó vẫn phát triển đều đều và nó vẫn thu hút được người dùng. Người dùng thì, tại vì cái nhu cầu cross-chain nó là cái nhu cầu thực, và người dùng thì thứ nhất là họ muốn săn retro, airdrop, thứ hai là bản thân họ cũng muốn đi qua những cái cầu này thật. Và đó là lý do tại sao mà nhiều cái cầu nó bị exploit, nhưng mà nó vẫn có thể gọi là cái nhu cầu nó vẫn còn, nên là nó vẫn có thể tiếp tục nó phát triển. Và thậm chí là thời gian gần đây thì anh em thấy là rất nhiều cái cầu rồi. Bọn mình thì update thì liên tục, thì cứ thấy cái cầu gọi là mỗi gần như là mỗi ngày thì là mỗi cái cầu nó sẽ support thêm một cái chain mới. Rồi thì nói về cái câu chuyện là làm sao để cho những cái cầu này nó gọi là
nó phát triển thành công hơn, thì mình nghĩ là cái bài toán thanh khoản cũng là một cái rất là quan trọng. Tại vì đôi khi mình bridge sang cái trên kia, nhất là cái phí giao dịch là đã phải chịu rồi, xong rồi còn bị slippage nữa, tức là chuột tỷ giá nữa, xong rồi slip, tức là khi mà mình bridge sang á, mình bị hao hụt cái phần tiền, thì lúc đó thì nó cũng khá là khó chịu khi mà đi qua đi lại. Nhiều khi người ta khá là ngại để đi cross chain là vì những cái slippage đó, chứ không hẳn là do người ta sợ bị hack gì đâu. Thì đó thì là những cái góc nhìn từ phía user thôi, chứ nếu mà để gọi là góp ý về phía technical thì không rõ được, nên là mình không quá đi sâu. Ok, vậy thì thêm một cái, nếu mà nhân tiện đang nói câu chuyện từ user thì Nguyên, từ cái trải nghiệm của Nguyên thì có một cái trang nào hoặc là một cái site nào tổng, hoặc là một cái group cộng đồng nào đó tổng hợp những cái giải pháp blockchain để mà người dùng có thể tự theo dõi được không? Một cái site mà mọi người chia sẻ nhau khá là nhiều đó là Appboy. Thì cái Appboy này thì anh em có thể vào cái mục là hình như là Bridge chẳng hạn, Bridge, thì bấm vào đó thì khi mà mình chọn những cái chain, ví dụ như mình muốn đi từ BSC sang Ethereum, thì nó sẽ liệt kê ra những cái cầu và mức phí cũng như là cần thiết để mình gọi là mình tùy chọn, thì nó cũng là một cái tool khá là hay. Thứ hai nữa là một cái tool về theo dõi dòng tiền đi qua lại giữa các cái cầu, thì mình suggest là dùng Uniwheel. Thì cái này mình cũng đã đề cập, mình nhớ là đã từng đề cập trong một số DeFi discussion rồi. Và cái thứ ba thì mình nghĩ là cái này là về bản thân của không hẳn là về việc sử dụng nha, nhưng mà nó liên quan đến cái khía cạnh là theo dõi dự án và đầu tư. Thì mỗi dự án nó thường nó sẽ có những cái dashboard về analytics đó, ví dụ như anh em theo dõi cái cầu nào đó, ví dụ theo dõi như multichain thì anh em vào multichain xong rồi bấm cái dashboard để theo dõi coi là số lượng giao dịch nó như thế nào, rồi bao nhiêu chain đang được support. Rồi average cũng vậy, ví dụ như là average thì nếu mà theo dõi average thì vào cái website đó xong rồi mình bấm vô cái mục analytics đó, mình theo dõi là volume tháng này được bao nhiêu. Tại vì đặc thù của cái ngành này nó là thu phí từ mỗi giao dịch, đúng không? Tức là khi mình mua token là mình muốn gọi là xem coi là cái dự án này nó làm ăn như thế nào, nó có mang lại profit hay không, thì mình mua token thì mình phải theo dõi những cái đó. Thì nó cũng là một cái công cụ để anh em gọi là theo sát dự án. Đó là một vài cái chia sẻ của mình liên quan đến những công cụ mà mình hay xài để theo dõi cái blockchain này. Thực ra thì với người hay vọc vạch như Nguyên thì Nguyên hay đi cầu mới thôi, chứ còn về mình thì không hay đi vọc nhiều lắm, cho nên là mình sẽ chọn những cái giải pháp an toàn và để cho những người khác, những người dũng cảm hơn đi trên những cây cầu mới xây. Thì cái này cũng phải đánh đổi thôi, nếu như các bạn muốn săn retro thì phải nên theo dõi những cái thứ mà như Nguyên có đề cập và phải tự cáo thêm thông tin. Còn nếu mà không thì xài thì cứ xài cây lớn thôi, đúng không? Đi cầu xây vững chắc hơn là cứ đi thử cầu khỉ. Mình thì mình cũng có chia sẻ vài lần đó, tức là khi mà đi nhiều cầu quá thì khi mà tụi nó bị hack hay là bị exploit thì mình phải chạy vào mình coi là cái vấn đề nó thực sự là cái gì để mình phải revoke cái phí, chứ không thôi là lỡ có cái gì nó xảy ra thì cái đó phải theo dõi liên tục. Thì cái đó cũng là một cái hạn chế khi mà anh em gọi là đi test quá nhiều cầu hoặc là đi thử nghiệm quá nhiều cầu, thì maybe anh em có thể cân nhắc và soạn ra một cái ví riêng rồi mình có thể dành riêng cho việc test retro chẳng hạn, thì đỡ phải lăn tăn hơn đó. Thì cái đó cũng là một cái chia sẻ liên quan đến việc là test mấy cái cầu mới. Ok, nói về những cái hiện tại và quá khứ như vậy rồi thì không biết là Nguyên có những cái gọi là những cái tầm nhìn nào cho cái xu hướng của blockchain sắp tới hay không? Thực ra mình nghĩ thì blockchain nó sinh ra để làm đúng một việc và nó chỉ cần làm tốt cái công việc của nó thôi, nhưng mà không biết là Nguyên có cái góc nhìn nào khác về cái xu hướng phát triển của blockchain không? Mình nghĩ thì blockchain nó sẽ hỗ trợ đa dạng nhiều loại token hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình nghĩ là nó sẽ dần gọi là bão hòa sau một cái giai đoạn là bùng nổ. Hiện tại thì mình nghĩ là nó sẽ không có cái, nó vẫn chưa bùng nổ đâu.
Tại vì những cái giai đoạn này nó gọi là nó vẫn còn xảy ra nhiều cái trục trặc liên quan kỹ thuật này nọ, thì mọi người vẫn còn chưa gọi là tự tin lắm khi mà đi qua những cái cầu này. Nhưng mà nó sẽ có một cái giai đoạn nó cực kỳ bùng nổ, và các cái dự án nó sẽ được định giá ở một cái mức rất là kinh khủng. Tại vì mọi người gọi là mọi người như cái case gần đây của Layer Zero với lại Stargate thì nó khá là FOMO đúng không? Nó thu hút được một cái TVL nó rất là khủng, như một tuần, hình như là sau một tuần thì cũng 2-3 tỷ TVL rồi. Rồi Layer Zero thì họ cũng gọi vốn rất là nhiều backer xịn, và thậm chí là Alameda thì họ bảo là họ sẵn sàng mua hết token của Stargate. mọi người tưởng Alameda đùa chứ, à không phải Alameda, FTX Venture. Thì Alameda với FTX Venture là đều join vô hai cái product này. Thì đó, thì nó sẽ có một cái giai đoạn mà gọi là mọi thứ nó bị hype như vậy, thì cũng không thể chắc được. Tại vì hai gọi là Layer Zero và Stargate thì là hai cái dự án mà nó hội tụ quá nhiều cái yếu tố là vô mô, có cả OX Maki, tức là ông này hồi xưa là lead của Sushi, cũng tham gia hỗ trợ rồi. Thì đó là những cái gọi là những cái dự phóng của mình, tức là nó sẽ có một cái giai đoạn mà mọi thứ nó bùng nổ lên, và mọi người sẽ bắt đầu là quen dần với cái việc là đi cross chain. Nhưng mà về lâu về dài thì mình nghĩ nó sẽ đi về cái cạnh là nó sẽ giống những cái AMM ở thời điểm hiện tại á, tức là nó sẽ trùng xuống và nó sẽ bắt đầu neo dần về những cái volume cũng như là những cái doanh thu mà dự án nó sẽ gọi là tích lũy được, tức là nó sẽ bị nguội dần, và nó đi sát về cái bài toán là doanh thu và lợi nhuận hơn, thay vì là bây giờ nó vẫn là một cái thứ gì đó là mù mờ và mọi người vẫn chưa tin vào nó. Đó, những thì... thứ rất là tầm nhìn đúng không? Rất là vision, visionary. Thì đó thì yeah, đó là những cái thứ mà mình đang hiện tại đang nghĩ về cái mạng cross-chain này. Không biết là anh em nghĩ như thế nào về cái nhận định này thì có thể chia sẻ với bọn mình ở phía dưới. Có thể nó sẽ không bão hòa sau cái giai đoạn mà bùng nổ đâu, mà nó bùng nổ hơn nữa thì cũng không biết được. Thì cái đó là khó nói trước. Thì yeah, thì anh em có thể chia sẻ những cái góc nhìn của mình ở dưới cái phần comment để mình có thể cùng nhau gọi là chia sẻ về những cái vấn đề này ha. Mình nghĩ thì với những keyword như vậy thì cũng đủ để phục vụ các bạn trong một tuần sắp tới rồi. Thì chắc là cảm ơn Nguyên vì đã chia sẻ những cái thứ rất hay ho về những cái một trong những cái cấu phần nền tảng của DeFi và thị trường. Thì chắc là khoảng độ vài tháng nữa chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi nhìn lại xem coi là cái mảng ghép blockchain này nó phát triển như thế nào, và có bắn thêm cầu hay không, hoặc là có những cái giải pháp nào nó còn thậm chí nó còn xịn hơn mà chưa từng ai nghĩ ra hay không. Thì nó chắc là phải để thời gian và những builder của thị trường trả lời mà thôi. Đúng rồi, rất đáng để chờ đợi trong thời gian tới. Đặc biệt là như mình nói hồi nãy thì bây giờ nó vẫn đang là thời kỳ ban đầu, mọi thứ nó vẫn đang rất là mù mờ và nó fail lên fail xuống như vậy. Nhưng mà sau này thì khi mà mọi thứ nó hoàn thiện, khi mà đội ngũ build có thể nghĩ ra được những cái giải pháp nó hợp lý hơn, nó tối ưu hơn, thì đây là một cái mạng thị trường mà rất là tiềm năng mà anh em có thể tận dụng. Ok, vậy chắc là sẽ đủ cho podcast ngày hôm nay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái số DeFi discussion lần sau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, ok, thì hy vọng là sẽ sớm được gặp lại anh em trong một tập mới nữa của podcast, và chúng ta lại cùng nhau chia sẻ về những cái topic thú vị của cái mảng thị trường này. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn em một lần nữa đã theo dõi DeFi Discussion.